Mình làm một người ăn ngồi đây xíu ạ. Dưới nó hết giường luôn à? Hello. Làm mặt chị mua đó. Ừ, chập qua. Điện thoại chị hay điện thoại ai ta? Alo. Alo, chỗ chị Loan đúng không ạ? Ừ. À, chị Loan ở trong hỏi là hiện tại mình còn làm không? Còn em. À, mình làm tới mấy giờ vậy chị Hà? 7 giờ em ơi. 7 giờ, giờ em chuẩn bị về tới 7 giờ là không biết mình còn làm không? Ờ, em cứ qua được, qua vẫn kịp. Dạ, yeah, rồi ok đó, thì bây giờ em chạy qua nghe. Ok em. Ok, ok, ok. Để làm có việc. Anh đây không đợi chị Loan ở đây. Anh đây không đợi chị Loan. Anh đây bữa qua gì đó. À. Đúng rồi. Hôm bữa tới là chị đi chơi. Anh làm sao? Ừ.
Để nó hư là đưa cho anh Bi mà lâu nay không đưa cả chục cái lận mà. Một cái nữa. Mm-hmm.